Vâng ạ, bây giờ thì mình đã đến trên tổ 1 rồi. Thì bây giờ sẽ xuống nhà em Tính để ăn cơm trưa. Buổi chiều nay sẽ tiếp tục là tiến hành xuống dưới thôn chỗ tổ 3, tổ 4 để kéo nốt cái đường dây điện. Không biết là vừa nãy lúc mà buổi sáng ngày hôm nay ấy, là mình vào, không biết là các anh bên điện lực là lắp cho bà con công tơ bảng điện là đến đâu rồi. Thì xuống để xem. Chắc là cũng lắp được khoảng chục hộ rồi, khả năng là sắp hết rồi ở phía tổ 1. Đây toàn thôn đứng từ trên này nhìn xuống hết thôn này. Đây. Vì ở trên chỗ tổ 2 ấy thì còn chỗ nhà chị Súa là xa nhất. Chị Súa xa nhất, cái chỗ đường dây điện lên nhà chị Súa chắc phải đến 100 m. 100 m đường dây. Cũng xa phết mọi người ạ. Đây. Hôm nay đây trời đang mưa bay. Sương mù dày luôn. Đây, trên này đẹp chưa này. Trên này. Đây, ở đây không biết là đang lắp điện đến đâu rồi. Ôi, em chào anh nhé. Ôi, bây giờ lắp điện đến chỗ nhà chú Ná rồi cơ à? Dần hết rồi. Xong rồi. Còn 4 nhà nữa xong rồi. Có 4 nhà nữa xong à? À thế tí nữa là xong rồi. Có gặp anh Cường không? Dạ? Anh Cường đi xuống à anh? Anh Cường đi làm nhà kia à? À Cường. Cường nhà bên kia. Đây lắp xong hết công tơ. Okay. Thế xong rồi anh? Xong rồi. Đây là bà con treo mưa bóng cho nó thì xong. Vâng. Được. Anh Cường là nhà ai đấy? Nhà Mua Sính A. Mua Mì Sính A. Ừ, thử sang bên xem nào. Bây giờ tiếp theo là sang hộ bên này lắp à anh Khánh ơi? Hả? Tiếp theo sang hộ bên này lắp à anh? Anh sang hai hộ bên này lắp. Vâng. Thế thì em sang bên này một tí. Hả? Thế là nấu cơm ở nhà ấy đúng không? Nhà bố ấy. Nhà bố em à? Ừ. Thế đi. Nhà mua Mì Sính A ở đâu nhỉ? Nhà mua Mì Sính A. Đây. À nhà này nhỉ? Đi đường nào vào đây? Hả? Đấy. Đi đường này bên này à? Hả? Giờ ông này đi. Hôm qua đi rồi. Không, căn bản đi một lần không nhớ được, phải đi nhiều lần cơ. Đúng rồi. Đi vào trong nhà đúng không? Đi vô. Đi phải soi đèn đó. Cháu chào chú Linh nhá, cho cháu đi nhờ một tí chú Linh ạ. Dạ. Vâng. Đấy, nhà chú Linh đã lắp xong công tơ rồi này. Đấy, lắp xong bảng điện, chú Linh đang lắp cái gì đấy? À cái ắc quy. Ắc quy hả? Ắc quy, đấy. Công tác ổ điện đây hết rồi mọi người. Đấy, cháu đi nhờ một tí nhá. Ờ, thế nhá. Vâng. Ừ. Chó có cắn lắm đấy. Đã, đi được này. Đấy, bà con nhà cứ thông nhau hết này. Vâng. Đây. Bên này. Ôi em chào anh Cường nhé. Vâng. Em xuống kéo xong điện xong ở dưới tổ 2 ấy. Vâng, sau tí nữa xong xuống em kéo nốt tổ dưới. Anh còn mấy nhà nữa anh? Anh còn 3 nhà nữa. 3 nhà nữa. Vâng. Thế buổi chiều nay xong hết nhỉ anh nhỉ? Thế bảo anh sang bên Đồng Văn à anh? Ừ, anh sang Đồng Văn, chiều nay bọn anh họp với lại họp tổng kết. Dạ vâng. Nhà lắp nhà mua Mì Sính A nhỉ? Được, đây nhỉ, nhà chú, nhà anh nhỉ? Được. Ừ. Lắp xong hết rồi, công tơ. Ngoài chỗ nhà anh mua Mì Sính A có hai con lợn. Đấy, hôm trước con lợn này bảo hơn 100 cân. Ui dù. Hơi bị ác ấy, mọi người. Ừ. Một
cố gắng kiểu gì phải làm xong cái dây to kia, còn đến lúc nó có mưa thì mình làm trong nhà. Dạ vâng. Lúc bây giờ mưa thật. Qua vừa nói câu chuyện đấy sáng của anh Thao bảo thử kỹ được. Xem nào phải làm được cái hết cái đường dây của tôi. Em thì kéo hết đường dây. Sau đấy bắt đầu nếu có túc tắc mưa gió thì mình làm trong nhà được. Đấy như hôm nay là làm nhà thoải mái anh nhỉ. Đây, sáng nay ở ngoài huyện mưa em rồi, mưa kiểu này bà con kéo dây về nhà anh hơi vất. Đây làm chưa hết một quận rồi anh? Chưa. Anh thì chắc là khoảng tầm 80 mét. Vâng. Cái đôi nhà nào hơi ấy hơn thì cho ta dài hơn một tí. Vâng. Và mình ở kia mình lấy những 5 quận hay 6 quận. Vâng. 6 quận là 600 mét. Thoải mái, rất thoải mái. Cứ vặn dây. Thế cơm nước xong mới về chứ anh? Cơm nước xong hết. Thế ai bảo đấy rằng là vâng, là nấu cơm rồi mà. Thế anh bảo thế làm bất cơm xong rồi về cũng được. Thế nấu cơm để ở chỗ nhà em Tính rồi anh ạ. Em Tính à? Vâng. Em Tính công an viên của thôn. À cái tay trẻ trẻ mà trông năng động nhanh nhanh đấy thì. Đây, đằng sau anh. Ơ, ở đây đấy, Tính soi vào cái này mới nhìn thấy cái gì đây? Không biết. Có con gì đây? Con sóc, con sóc. À, con này ăn kề hôi. Cái này cái khô này. Khô cái này. Con này bị bẫy đúng không? Đây à. Chắc là vừa mới bắt được đúng không? Hôm qua. Bắt hôm qua à? Bắt ở được ở đâu ấy? Bắt ở rừng. Bắt ở rừng à? Đây là mình đi bẫy à? Đây. Ô, cái này thằng này ăn con gà nhiều lắm. Con gà cô ấy. Gà con ấy. Vâng. Thế mình phải ăn lại nó luôn nhỉ? Nó luôn nhỉ nó hết. Nó ăn gà mình phải ăn nó luôn. Nhỉ. Bây giờ thì bên cái chỗ anh Cường đã lắp xong rồi. Buộc cái này cho nó gọn rồi như này. Hoặc là không ấy thì mai ba người rút rồi anh rút cho những chỗ này vâng. Nó gọn. Ở chỗ kia thì anh buộc. Bây giờ di chuyển sang hộ nào đấy? Hộ em là mua mít tủa đằng à, mua mít tủa nhà cao nhất luôn, cái nhà có cái móng cao cao kìa anh ạ, trên đỉnh ấy. Đây. Đây đi đường này à? Ui đây cái nhà nọ lối nhà kia vâng. Thông nhau hết đi như ở mê cung. Ôi dồi, đấy trời mưa phùn mưa bay. À đây bà con trồng được cả mía này. Nhưng loại mía này ăn chua chua lắm anh Cường. Vâng. Với cái đất thổ nhưỡng ở đây không hợp với trồng mía. Em thấy là vâng. Em thấy là ở cái giống ở Yên Minh mang lên chạy ở Yên Minh trồng rõ ngọt cứ lên trên này chua loét. Vâng, nắng thì ở trên mình lấy đâu ra nắng. Cái mùa này nắng một năm ở đây chắc được khoảng 30%. Vâng. 30% mình cho thế là còn nhiều. Còn mùa đông thì gần như là trời cứ như thế này. Tính mùa hè thì chắc được khoảng 30 ngày mình cứ cho. Vâng. 30 ngày nữa. Ba. Còn đâu là mưa. Còn đâu toàn mưa. Vâng. Với lại sương mù. Vâng. Ở trên đỉnh nhìn mấy trên nó đẹp nhỉ. Đẹp nhưng mà cái thời tiết nó khắc nghiệt quá. Chính ra bây giờ mấy cái dây điện níu vào đây nó thành ấy nhỉ anh nhỉ? Nó tăng thêm cho cái cột dưới này. Vâng. Như thế không cần phải ấy thêm cái trồng cái cột ở giữa nữa anh nhỉ? Cứ cần thôi anh. Vâng. Thế hôm qua em bảo đấy sợ nó níu sang bên này thì bảo đấy có mấy cái dây này, ba cái dây nó kéo như này. Kéo ngang tăng xong đấy vâng. Mang cọc sắt hôm qua thu ở dưới kia lên. Đấy, vâng. Đây làm cho cái tăng đây. Vâng. Ôi, đi mãi leo mãi lên đến nơi. Nhà cao quá. Anh Cường lên trên tổ 4 rồi nhỉ? Tổ 4 dưới kìa. Tổ 4 anh lên mấy lần? Vâng. Đấy. Ba lần. Đấy, cứ mỗi lần leo trên đấy cũng vất. Cái cột cuối. Vâng, tổ cuối anh.
Đây nhà tủa, nhà cuối cùng đây. À, nhà tiếp theo, chưa nhà phải nhà cuối cùng. Đây. Thế đóng bảng điện ở đây phải không tủa? Vâng. Cái đồ của em đâu nhỉ? Đây. Mỗi nhà một cái. Đây. Đây, hôm bây giờ mới xem được từ những cái công đoạn đầu anh Cường lắp điện này. Vừa nãy vừa xuống thì anh lắp được một nửa. Sau khi lên thì anh cũng lại lắp được một nửa. Nửa cuối và nửa đầu. Đây nhà thì dự kiến em để điện, bóng điện ở đâu? Bóng điện ở đây. Đây một cái đấy. Đây một cái. Một cái ở bên này. Bóng đi rực rỡ hai bên. Cái bóng LED 20W kia thì thoải mái. Sáng rồi sáng trưng luôn. Cái kìm mỏ quạ hay phết đấy nhỉ? Nhập khẩu hôm trước ấy. Ui, cái này mà cho vào đây một phát là đi luôn. Ngón tay ấy. Không có đây. Việt Nam mình chưa sản xuất được cái loại như này. Có nhưng mà không dùng được. Cũng thấy có nhưng mà anh mua nhưng không dùng được. Đây xem. Nó phải thép, gọi là thép xịn. Dùng cắt ngọt. Vâng. Đấy, để công tơ luôn. Sang tháng là... Thế nào, sang tháng... Thì là... Qua Tết bà con vẫn đi làm nương mà anh. Đúng rồi, tại vì họ ăn Tết nữa đâu. Vâng, có. Ăn Tết vừa xong rồi. Họ ăn Tết xong rồi, ăn Tết trước một tháng. Vâng. Không như cái đấy để em lắp cho. Em biết lắp rồi. Đấy. Để anh làm cái khác cho. Kìa, có ghế kìa, mấy ghế ngồi. Đau, không ngồi một ghế. Không, chỉ ngồi, ngồi. Ô, cái này bay đâu cái ốc à? Chắc nó vẫn ở trong đấy. Không có. Không có. Thì nó sản xuất thiếu. Nó đưa thiếu. Hay là mình làm rơi. Không phải đâu. Cái người ta nắp cái ốc. Đấy, chơi đoạn kiểu này. Đấy, nó dài hơn. Cho hai đầu bằng nhau. Đi tu. Một kia. Cháu được mấy tuổi đấy em? Cháu 4 tuổi. 4 tuổi à? À thế bằng tuổi cún nha anh. Cũng 4 tuổi. 4 tuổi à? Bọn nhà mình nó lớn hết. Đi chơi nó cũng địch. Đi lần cả cũng địch. Thế con lớn anh được bao nhiêu tuổi anh Cường? Anh 15, 16 tuổi. Ôi, thế phải gọi anh Cường là chú. Anh Cường. Anh hai cháu nhỉ? Hai cháu. Hai cháu, một cháu cháu lớn là 15. Đúng không? Hai học lớp 7. Vâng. Thế là học ở dưới Hà Giang hết đấy. Vâng. Con kia thì học lớp đang học 9. Vâng. Ôi thì cũng nhanh thôi, chuẩn bị đi học chuyên nghiệp các thứ, đi làm liếc. Chả mới chốc rồi vâng. Lên chức mình lên làm. Nói sao bên này nha em nhá. Mới chốc lại được lên chức. Đây còn cái gì em làm được không anh?
Đấy, còn một đầu dây kia em làm hết. À, làm chơi hai đầu luôn này. Anh Cường chắc là một năm về một tháng, về cuối tuần là về chứ anh nhỉ? Có tháng, có đợt một tháng, đợt hai tháng. Việc mỗi năm là mình có rồi. Nếu chấm công 30 ngày chắc mình phải được 28 ngày. Một hai ngày, quan nhưng mà làm việc khác. Ở cơ quan anh đông người không anh? Anh hiện tại là 26. 26 người, đấy, 26. Anh là phụ trách là toàn huyện. Tháng 11 vừa rồi đang phụ trách toàn huyện. Toàn huyện không? Bây giờ là chuyển sang. Anh Cường bấm được gì mà sao nó dễ thế nhỉ? Mình bấm thế cứ toàn thấy bị rách. Kiểu gì? Kiểu gì được cơ. Không không có. Đưa những cái đồ khác là không kể nào, cho nó ngồi cái này. Đây, Mi Tu ngồi đây. Làm đồ khác không quen. Không có này tiện thật, nó nhanh. Em cho lớp thứ hai, dây đấy lớp thứ hai từ dưới lên. Cái đây này. Ok, xong hai đuôi. Làm chưa quen tay, chưa nhanh được. Thực tế là này cũng nhanh, nó cũng vẫn có phải quy trình, nó phải đều với nhau. Nhanh lại trở thành ẩu. Vâng. Nhưng mà tiếp xúc không tốt thì quy trình cũng không tốt thì ngay, nhưng mà con không biết được. Nó chập cháy nhỉ. Cái đầu đấy lắp vào công tơ anh. Đầu này lắp vào cổng loa bạc. À. Cái bị kìm này bấm chất lượng thật. Kìm. Con này nó có cộng lực bấm vào bên này phát này nó lại có cộng lực. Vâng. Vặn cắt được cái đồ cứng hơn nó. Vâng. Bấm hết cỡ rồi, bấm đây hết sao thì nó mới được. À đây, cộng lực công nhận thế. Bấm phát. Nhẹ thật cái kỳ này. Đồ chuyên dụng khác. Thử bấm đinh anh. Đây.
Ôi, nhẹ không nhỉ? Cắt mềm như bún. Vâng. Mà. Không thấy. Nhất thiết phải lên gồng lực mạnh đâu. Ôi, cái lưỡi này cũng nhận là được nó. Bấm nhẹ cái đứt. Ừ. Bấm cứ vui tay cứ ngồi bấm hết rồi thôi. Không mất sức. Bây giờ thì anh em mình xong cái nhà gọi là gần trưa. Bây giờ là đầu giờ chiều rồi. Bây giờ nghỉ ngơi ăn cơm anh ạ. Ăn cơm xong là... Vâng. Vâng. Anh còn họp hành nữa. Vâng. Mười ba nhà. Một người. Hai. Một ông phụ ông kia hoặc là em có thể là em hộ anh cái đầu kia vừa xong thì nó đã nhanh thêm được khoảng 10 phút là một nha một cái 5-10 vụ mình rơi được một tiếng trong một tiếng lại đi lắp được thêm một hai hộ nữa nhỉ anh nhỉ về ăn cơm ở nhà tính ấy, ở dưới này rồi ok bây giờ mình sẽ lên nhà bố em tính ăn cơm. Long ơi. Ở bên nào đây? Đã đi tìm mãi không thấy. À đây à? Đây đây, nhà đấy. Nhà này luôn à? Ờ. À vừa nãy lắp đường điện ở trên. À thế à? Ừ, anh Khánh kia đâu? Không biết, không tìm thấy. Không tìm thấy. Đây. Ôi, ăn cơm xong rồi. Ôi, cháu chào chú nhá. Đây mọi người ạ, xong hết cơm rồi. Đấy để cháu gửi dây điện này nhà chú nhá, chú Ná nhỉ? Chú Ná phải không? Để đây nhá. Nhà chú chưa lắp, à đây lắp bảng xong rồi. Cứ để đây là để tí nữa xách đi các hộ khác nữa. Vâng vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Úi ôi, được chú Ná còn. Chú Ná còn rót nước nóng để cho rửa tay này. Cháu cảm ơn chú nhá. Đấy, lạnh quá. Thời tiết này ai muốn sờ hồ nước lạ không? Lạnh lắm. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Ôi đấy, lại được chú cho cả khăn để lau tay nữa. Chú chú đáo quá, thật vâng, cháu cảm ơn nhé. Công nhận. Đấy, thanh niên này. À đây, hình như là vẫn còn bánh. Xem là ba lô kiểm tra còn bao nhiêu cái bánh. Tí nữa về. À vẫn có. Đây. Này chú cho bé này. Đấy anh Khánh vẫn đang đi lắp à? Dạ. Sắp xong rồi. Rồi vâng. Đây. Đây, anh rửa tay đi anh. Đây chú vừa rót nước nóng rửa tay ấy. Rồi chú để cháu xin. Đây, hôm nay thì làm món ngan đúng không? Ngan luộc. Ngan ngan xào rượu gừng. À. Hôm nay làm món này là hôm nay ăn theo cách bà con chế biến đấy. À, rượu gừng à? Ngan xào rượu gừng. À, lần đầu rượu, tiên. Có cả rượu có cả gừng. Ơ trưởng xóm đâu nhỉ? Gọi là rượu gừng. Công á? Ừ? Công người đang đi tìm bạn. Ơ thế á? Tìm á? Sợ nó dai.
Sao không có gọi điện? Cho rượu vào sẽ mềm nhanh hơn. Nhưng mà ra hôm nay mà nếu anh vào sớm mà muốn xả ớt vào là xào món nha, xào xả ớt là ngon lắm anh ạ. Ôi để hẹn cho anh bữa khác. Bữa hôm đóng điện. Bữa hôm đóng điện. Ơ Công à, em đang ở đâu đấy? Đang ở nhà Tính. Đang nhà Tính, anh ở bên nhà chú bố Tính ấy, cho chú Ná ấy. Anh là ở nhà chú Thề. Chú Thề hả? Sắp xong rồi. Đang lắp ở bên đấy à? Đang lắp cho nhà Tính à? Đang ở bên nhà Tính. Ok. Xong sang bên chỗ nhà chú Thề luôn nhé. Vâng. Không, chú Thề với chú Ná kìa. Hai anh em mà. Thì đấy, nhìn giống cháu, hả? Chú cháu à? Nhưng nhìn giống nhau thế, chú đấy, cháu mà hai. Chú Ná thì thầy cháu con. À thế à. Đấy. Ngồi đi, ngồi đi, ăn đấy. Đấy. Bắt cái nhà. Đấy, ngồi đi. Ngồi đây. Bảy nhà rồi. Chú quất bảy nhà. Bảy nhà đấy anh. 56 nhà. Thôi mọi người ạ, bây giờ thì anh em mình sẽ dùng bữa thôi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.